Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với phần 2 của tập game Drop the Item nha. Bây giờ hai cái nhân vật này, cái bạn này á, là đi học về và đang có một cái bảng điểm F. Thì bây giờ mẹ đang hỏi bạn ấy là bây giờ tại sao lại học như vậy đây. Thì chúng ta thử. Bạn ấy giấu được cái bảng điểm rồi. Bạn ấy giấu bảng điểm ở trong cái ba lô đấy, các em thấy không? Ôi chà, anh này bị xe ô tô đâm vào chân, bị đau chấn thương này, bây giờ phải có cái xe cứu thương này. Đó, cái chuông này giờ phải thả lên cái xe. Đó, cái xe này sẽ chở bạn đi bệnh viện nhá. Ôi ôi, cái nắp cống mà nó bay lên bầu trời hả? Chúng ta phải di chuyển làm sao đây? Oh my god, nó rơi trúng đầu anh ta, biêu cái đầu rồi. Chúng ta phải thả vào cái hố nó này, hố gọi là hố ga đó. Yeah, hay quá. Đó, phải thả như vậy thì mới đi được. Rồi, tiếp theo. À, anh này chơi bóng, gọi là bóng... Thả thử cái đầu nào. Bùm rồi, biêu cái đầu luôn. Đây, thả đúng vào cái tay nhé các bạn. Đó, đó. Thả đúng vào tay bắt được cái này là bóng, bóng chày đấy. Rồi anh này đang muốn mặc cái áo. Rồi thả mọi người coi. Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Sai hả? Vậy thả vào đâu? Ủa? Vậy là phải mặc à, chắc là nãy xoay không đúng kiểu rồi. Thả. Đó, thấy không? Phải xoay đúng hình người. Cân cân đối thì mới vào được nha. Ui, chơi bí Halloween à? À, cái này là cái bí này đang thiếu cái mắt và cái miệng á. Chúng ta phải để cho nó xoay đúng cái chiều rồi thả nó xuống. Rồi thả. Yeah. Ghê quá. Quá ghê luôn. Bát mì hả? Ấy da, cẩn thận bể. Hay quá. Đó, anh ta ăn luôn. Anh này thật là tham ăn. Ôi, cái nắp vung mà nó đang đun mà nó bay lên bầu trời này. Ui da, trời ơi, thả đúng cái đầu rồi. Oh my god. Ôi, biêu cái đầu luôn. Phải thả đúng cái nồi. Đó, đúng rồi, phải đẩy cái nồi lại. Bàn tay vàng trong làng đánh gôn. Thật chết rồi. Nó chưa có lọt vào tay nên cái bàn tay này nó không đánh lại được cái anh kia đang cầm cái gậy. Ủa? Gì kỳ vậy? À, đúng rồi đấy. Đấy, thế giờ có bàn tay này, bàn tay của cái gì nhỉ? Tôi anh quên mất rồi, trong Marvel á, năm anh hùng gì đấy. Đấy, màu đỏ ở trên. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Đó, thả cái này tuy là nhìn nó dễ nhưng mà thả rất khó nha. Nó không đúng một cái là ủa, ai ai là người đang lạnh đây? Ông nào cũng khoanh tay đứng nhìn này, ai là người, chắc là cô gái này, áo áo con gái mà. Để thả vào áo của cô gái nha. Ê, được. Yeah, đúng rồi đấy. Cái vương miệng để trên đầu xoay đúng rồi. Ui giật đứng, trời ơi bể luôn rồi. Các bạn phải cẩn thận nhá. Thả. Ê, đúng rồi, hay quá. À, nhìn rất là dễ nhưng mà lúc mình làm nó khó lắm tại vì nó cứ run 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 tay là nó rớt. Thả đúng miệng nó. Thầy nó đang đói xỉu luôn. Thấy miếng đùi gà cái nó tươi hẳn nhỉ. Cái này là xin kẹo hay bị ghẹo? Rồi, quá tuyệt vời, cậu bé này đang thèm kẹo ăn đấy. Cái đồng xu bỏ vào con heo. Ok. À, thiên thần à, thiên thần có cánh à. Kiểu gì đây, mặc kiểu gì đây? Kiểu này đúng không? Đúng rồi. Được lộn lên giống cái rồng.
Cái gì đây? À, áo choàng của Macaron hả? Ui, máy bay đang bay rồi lại bay một lại lại rớt bên bầu trời thế này. Nào từ từ nó quay vòng nữa đi. Xuống. Ôi cha. Ôi mày quá. Ủa, chứ không phải ngồi ở trong mà là bò mà ôm lên cái máy bay hả? Kỳ lạ vậy. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Rồi xuống. Ủa? Vậy như nào mới đúng? À đó, nó phải nghiêng nghiêng một chút đúng không? Nó nghiêng nghiêng khoảng 10 độ ấy nhỉ. Cái ngọn hải đăng đây. Ngọn hải đăng thì phải ra chỗ này. Ôi thôi. Rồi, cái tàu nó đâm luôn vào cái ngọn hải đăng luôn. Ngọn hải đăng này để dẫn đường cho tàu về nhé các em. Tàu đi ngoài biển thì rất cần một cái ngọn hải đăng này để người ta định hướng. Cái này là cái gì nhỉ? À, cái yên xe hả? Yên xe thả. Ôi, rồi thôi chưa. Cái này nó xe nó chuyển động khó thả quá. Phải thả trước một đoạn thì nó mới được. Đấy rồi, thả trước một lúc thì nó mới rơi xuống. Không, mình thả cùng lúc là nó sẽ bị trượt ra ngoài. Cái mũ của mụ phù thủy. Quá tuyệt vời. Con hươu của ông già Noel. Ui cha, cái nào đúng không? Ôi thôi thôi thôi. Cái nào đúng đây? Đứng trên đầu mới được, nhưng nó rớt ra ngoài cái là nó rơi liền. À, bắt cái đàn ong lại vào tổ này, nó bay ra ngoài là nó bay ra ngoài là nó đốt cho các bạn ạ. Cái gì đây? Ui da, hành tinh là bị rơi xuống trái đất đây. Mặt trời này nó cái này. Cái này giống như mặt trăng đang che lấp mặt trời á, giống như nguyệt thực á. Cà phê đổ vào miệng là nó tỉnh ngủ đúng không? Thơm quá dậy này. Đó, thấy chưa? Hay không? Viên men tốt mà bỏ trong chai Coca-Cola thì nó phun như kiểu là núi lửa. Thấy chưa? Các bạn này chơi chơi gì đâu kỳ lạ. Cái này là hình kim tự tháp à? Rồi đợi chút nha. Rồi. Đúng rồi đấy. Kim tự tháp Ai Cập nhé các em. Máy bay mà lại không có cánh thì bay thế nào? Đây gắn vào đâu đây? Trên đầu nó hình cái gì đây? Máy bay mà lại không có cánh à? Ôi cái này nó hạ cánh cái kiểu gì, máy bay mà lại bay cái kiểu gì thế này? Trời ơi, máy bay mà nó hạ cánh ra nó không thẳng đứng thế này, con chết à? Ồ, anh này đang đang cứu hỏa mà lại không có trụ cứu hỏa đây, chúng ta phải gắn vào cái trụ đây thì mới có nước. Ấy đổ rồi, anh ta bị cháy luôn, tiêu anh ta luôn rồi. Đợi chút nhé, là một hai bạn xuống. Yeah, thank you. Hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo nha. Tập này anh chơi tới level 80 thôi, nó còn mở khóa được 20 hay 30 level gì đó. Tập sau anh sẽ làm tiếp nhá. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Các em hãy đăng ký kênh Coca Game và ủng hộ anh Coca Game nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.